nhà tự nhiên nó có hai cột nó đẩy ra nhìn nó văn nghệ tí, chứ còn không có hai cột đấy nó vẫn chịu được thoải mái mà, liên quan gì đâu. Với cả anh này, mình đang để kịch này quá. Nghĩa tính cái khoang này đủ 60 phân này đủ để một cái tủ quần áo âm, nó chạy dài cả mặt biên bên này sang bên này. Đấy. Đấy, để nó luôn có hai mình mở cửa này ra nó không đập vào cái cạnh tủ quần áo. Kiểu như. Rồi em biết rồi. Không, bảo thế là bác biết ngay ấy mà. Bảo thế là hình dung ra ngay mà. Đấy, cái tủ quần áo này mình cứ tính 60 phân. Đấy, bây giờ còn thiếu bao nhiêu thì mình tỉa mình chuyển nuôi sang bên này. Tỉa đi bên này xây bù. Đấy kiểu dễ mà. Từ cái mặt tường. Tường này ra bao nhiêu? 60 phân. Mới đủ cái quần áo, tủ quần áo được. Quần áo thì tốt nhất phải 55 đến 60 phân. Đấy đấy, 60 phân. Vâng. Tầng trên cũng thế. Bây giờ xây cho một cái hàng ngủ hai vợ chồng. Phòng ngủ hai vợ chồng nhá. Thì bác xây cho một hàng gạch ở đây nữa. Cũng khoảng 60 phân để làm cái tường. Tường này tường kia. Xây một cái bệnh tường đơn 60 ra. Chỗ này thành một cái tủ âm tường. Cũng như giống như kiểu thế này. Xây ở cái mép này à? Mép cửa đi luôn. Mép cửa đi luôn và để còn đặt công tắc chứ bạn. Đấy nhá. 60 phân ra đúng không? Vâng. Thì cái ổ công tắc ấy mình mở chiếu sáng vào phòng ấy nó phải đặt ngay ở trên cái thành của 60 đấy. Bởi vì bên này nó là tủ quần áo nó che đi rồi, mình không còn cái đất đâu để mình để của cái tủ điện nữa. Cái công tắc nữa đúng không? 60 phân ra thì trên cái mặt cạnh 60 phân đấy là phải để ổ cắm công tắc rồi. Đây công tắc ở đây. Ấy, mở cửa ật vào đây làm sao? Bập kín vào còn đâu. Mở cửa ở đây thì để ổ cắm công tắc ở đây thì mình lại phải đi vào trong này. Vâng. Thôi, để luôn ở trên cái cạnh của cái thằng 60 này. Gióng dây ra. Đi âm mà, điện thì đi âm được. Còn nếu mà đã xác định để ở cái vị trí ở cái chỗ này rồi thì tùy nghiên cứu, nếu không thì thôi. Nếu mà đã để một cái ổ cắm công tắc ở vị trí ở chỗ này rồi thì tùy có thể bỏ qua cũng được. Còn nếu mà chưa để thì chuyển sang cái cạnh 60 để mình mở vào cái thì tay bên phải này mình ấn công tắc luôn. Đúng không? Thuận đúng không? Đỡ phải đi vào kia xong rồi ấn công tắc ở bên kia, đúng không? Kiểu đấy. Còn nếu để rồi thì thôi. Nhưng mà đừng để cái cửa nó đập vào. Đúng không? Cửa 81 thì mình cứ phải để vào tầm 1 mét. Ổ cắm công tắc phải để 1 mét. Đấy, tức là bây giờ một là xây cái này dịch ra, hai nữa xây cái tường này, ba nữa là cái trần. Thế nào ngon cái rồi. Cái này là cả hai phòng hay là một? Cả tầng trên tầng dưới. Phòng nước anh. Bắt cài đi. Đúng có mặt tiền làm đang bị sai đấy rồi.